Chương trình Nhịp sống quanh ta phần thứ hai xin được tiếp tục thưa quý khán thính giả. Phần đầu thì giáo sư Mai Thanh Triết đã trình bày với vị là có cái thức ăn để trong tủ lạnh microwave, và bây giờ thì chúng tôi muốn nói thêm về cái vấn đề và trái cây. Thưa giáo sư, chúng tôi thấy có trái cây là xuất cảng từ ở bên có cái tên là từ ở bên Trung Quốc hoặc là từ Việt Nam, mà trái cây tươi gửi qua bên này cũng rất là lâu mà sao trái cây vẫn còn tươi. Còn nếu mà ra chợ chúng ta mua có những trái mít thì có nhiều lúc về trái mít ở trong nó không có chích cái loại thuốc gì mà thấy có nhiều lúc ăn không được tốt, thưa giáo sư. Dạ thưa anh, thì nói tới trái cây thì chúng tôi nhắc tới cái chất độc màu da cam. Dạ. Thì Cộng sản Việt Nam đã kiện Hoa Kỳ về chất độc màu da cam trong chiến dịch Rensen, và cuối cùng là bị thua và không được ngay cả tên tới tòa kháng án. Lý do là tại sao? Chất độc màu da cam là thực sự ra nó là một thuốc diệt cỏ. Mà thuốc diệt cỏ nó là gì? Nó là một loại như là chất 24D và 245T là loại thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ là một loại kích thích tố tăng trưởng. Và khi kích thích tố tăng trưởng thì khi mà phun xịt tới cái hàm lượng cao thì các tế bào của cây, cỏ, của lá tăng trưởng quá nhanh, nó vỡ ra, nó chết. Từ đó thì chúng ta thấy cái nguyên lý đó, thì chúng ta thấy khi trái cây mà được kích thích tố tăng trưởng với cái hàm lượng vừa phải thì trái cây nó nở lớn, to lớn và nó không... Đó là một cái điểm. Chúng ta còn nhớ, nếu không lầm, anh Hoàng Bách vào năm ngoái nguyên một cái vườn rất lớn dưa hấu của bên trồng bên Trung Cộng bị nổ ra ở ngoài cánh đồng vì kích thích tố nó tăng trưởng nhanh quá, nó bể ra. Đó, như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng cái điều đó là bây giờ với cái kỹ thuật ngày hôm nay và với cái cách làm ăn ăn sổi ở thì của Trung Cộng thì tất cả các hóa chất có thể phục vụ trong cái việc sản xuất trái cây, biến trái tôm cá thúi thành tươi, biến trái cây không bao giờ bị hư thối hết, thưa anh. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nói là ở đây. Và ở trên cái đất Mỹ này biết bao nhiêu trái cây tươi mà an toàn vì có hệ cơ quan vệ sinh của thành phố địa phương kiểm soát, như bơm, nho, cam, quýt, bưởi, chuối, tất cả chúng ta thấy. Tại sao chúng ta tiếp tục ăn những trái mít, ăn những trái sầu riêng nhập cảng từ ở đâu không biết? Thì rõ ràng rằng tất cả những cái chuyện đó đều qua một cái quá trình vú ép và bằng hóa chất, thưa anh. Ngày xưa chúng tôi lấy một cái thí dụ trái sầu riêng. Ngày xưa trái sầu riêng nó chín tự động, ban đêm nó chín nó rơi xuống thì chúng ta mới ăn. Ngày nay trái sầu, người buôn lái buôn không cần mua trái sầu riêng chín nữa, mà chỉ trái non, trái già, trái nhỏ, trái lớn đều hái hết. Thì họ về có hai cái loại hóa chất. Một thứ nhất, một cái loại hóa chất để làm cho cái màu vàng, là chích vô để làm màu vàng. Cái thứ hai, một cái loại hóa chất chích vô để làm cho chín nhanh. Và cái thứ ba, một loại hóa chất khác, bà con không cần tôi biết những cái loại hóa chất đó, bà con không cần biết tên cái hóa chất thứ ba để làm cho ngọt. Do đó bất cứ ngày hôm nay, bất cứ bà con mở ra một trái mít nào, thấy một trái mít cái vàng mọng, cái màu vàng và ngã ra màu cam chứ không phải màu lợt lợt như trái mít thiên nhiên. Và trái sầu riêng cũng vậy, và ngọt, rất là ngọt liệm, ngọt bùi, chứ không phải mà nhiều khi trái mít chữ chai bị lạc. Nhưng sự thật ngày hôm nay trái mít nào cũng là trái mít mọng hết trơn. Thì đó là quá trình của sự hóa chất. Chỉ một cái điểm nữa chúng tôi muốn nói, những đặc biệt là cái lê tàu ngày hôm nay ghê gớm nhất, sản xuất qua Hoa Kỳ nhiều nhất, mà lê tàu nó phát xuất từ Tân Cương. Tân Cương là ở phía Bắc, dân Nam Tân Cương. Từ đó trong bên trong lục địa phía Bắc Việt Nam, bên trong lục địa đi ra hải cảng ngoài biển, làm thế nào đi tàu hay đi máy bay, làm sao mà những trái lê tàu đó vẫn là cái cuống vẫn còn tươi, thưa anh Hoàng Bách. Và chỉ bán có 70-80 cent một bao thì làm sao có lời. Thì rõ ràng rằng có cái gì trong đó, thưa anh. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn lưu ý bà con, đừng có bao giờ vì cái tình tự quê hương, vì cái trái măng cục, trái mít, trái sầu riêng mà phải lụy vào thân. Không biết thì thôi, mà ngày hôm nay quý vị đã biết cái điều đó thì mong quý vị đừng có tự đầu độc lấy chính mình, thưa anh. Dạ vâng, giáo sư vừa thưa với quý khán thính giả đó, là chân các loại trái cây đó muốn nó chín ngon
và nó đẹp, nó lớn ra thì phải chích quá chắc. Như vậy thì quý khán thính giả chúng ta ăn như vậy đó thì nó có tác hại như thế nào đến với sức khỏe? Thưa anh, thì những cái hóa chất này nó không phải, có thể với một số người đó dị ứng có thể bị phản ứng liền tức thì, nhưng mà đa số thì những cái hóa chất đó nó vào nó tích tụ trong các mô mỡ, trong các cơ gan, và tới một cái thời điểm nào đó khi cái số lượng hóa chất đó như là arsenic chẳng hạn, khi số lượng hóa chất đó thì nó tái phát ra cơ thể, thì khi mình phát hiện được thì thưa anh Hoàng Bách, câu chuyện đã muộn rồi. Thì đó là cái điểm chúng tôi muốn lưu ý cái điều này. Vâng, cái đề tài mà để bảo vệ sức khỏe và sống thọ, sống có trí tuệ, sống vui thì chúng ta phải gìn giữ sức khỏe. Mà muốn gìn giữ sức khỏe thì thực phẩm là một cái nhu cầu rất là cần thiết để quý khán thính giả đề phòng thức ăn. Thì giáo sư vừa trình bày là các loại trái cây, nhưng mà có loại nào trái cây nhập cảng từ của người Trung Quốc mà đa số đó là họ chích những cái loại họ để bảo quản đó, họ chích những loại hóa chất, mà cái hóa chất này tồn trữ rất là có hại cho cơ thể của con người, thưa giáo sư. Dạ thưa anh, có thể nói tôi nói không ngượng miệng và tôi chấp nhận cái hậu quả của lời tôi nói, những tất cả những trái cây và tất cả những sản phẩm thực phẩm từ cái cây đậu đũa, từ cái hắc cảo, từ cái những cái sản phẩm mà đã sáng chế từ Trung Quốc sản xuất qua đây đều bị nhiễm độc thưa anh. Tôi lấy một cái thí dụ mới nhất là chúng tôi vừa khám phá vừa kiểm nghiệm trên website của FDA, trên 800 hãng, một hãng của Trung Cộng là có thể 5-10 ngàn công nhân viên, trên 800 hãng đều sản xuất những sản phẩm qua đây đều bị tịch thu, đều bị hợp. Trong đó có hai cái điểm mà chúng tôi muốn nói là cái gừng thì trên 200 hãng bị cấm cản sản xuất gừng dưới dạng là gừng tươi, gừng khô, gừng bột, trà gừng và tất cả những sản phẩm có gừng, thậm chí những tất cả những đậu, tôi nói bởi vì tôi có chứng cứ những cái tên cái hãng được đậu, tất cả những cái rượu lễ làm bằng dâu bên Tàu, rượu lễ của Công giáo cũng đều nhập cản từ Tàu, đều bị đậu độc hại thưa anh. Có thể nói tất cả những sản phẩm thức về thức ăn, mặc những vật dụng thì chuyện khác, về thức ăn liên quan tới thực phẩm đều bị nhiễm độc, không cái này cũng có nọ, nội trong vòng 3 tháng mà trên 800 hãng bị các chạy ngăn chặn, và sản phẩm đó nó rất đa dạng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ở ngoài thị trường có tỏi, có gừng, tỏi rất tươi, trắng sát, gừng cũng trắng mà không có cay như gừng, bán với giá rất rẻ. Thưa bà con, tỏi ở Mỹ với gừng bán tương đối mắc. Nhờ tại sao họ bán rẻ được? Thì họ sản xuất hàng loạt bằng những kích thích tố hormone, bằng những hóa chất, thì cái lượng đó nó kinh khủng lắm. Và cái điểm ngày hôm nay, những cái cộng bún, những cái cộng khoai, nghĩa là những liên quan tới bún Tàu hay hủ tiếu khô, hủ tiếu bám trong bịch, chúng ta thấy cái màu trắng rất bóng, rất đẹp. Ngày hôm nay họ không sử dụng cái sulfite sodium để làm trắng bún Tàu nữa hay bún hủ tiếu nữa, mà ngày hôm nay họ dùng một chất hóa chất rất là đặc biệt, hóa chất đó tên là tinopol. Hóa chất đó là một cái sản phẩm kỹ nghệ dùng trong kỹ nghệ sơn để làm cho sơn có màu bóng. Thành ra nếu bà con không tin, mua một gói bún hay một gói bánh canh còn tươi mà trong bịch đàng hoàng, bà con nhìn trên cái ánh đèn thì thấy gói bún nó vừa trong vừa sáng mà vừa bóng lóng lánh bóng như vẹt ni vậy. Đó là chúng ta một cái sản phẩm làm vẹt ni mà chúng ta ăn vô trong cơ thể thì tự biết cơ thể chúng ta phải phản ứng như thế nào rồi, thưa anh Phan Quách. Dạ vâng, cỡ tuổi của chúng ta đây thì có lẽ không thể ăn để mà sống nữa, dạ, mà cần ăn ngon và ăn có hợp vệ sinh và tốt, không có quá chắc. Thì giáo sư có cái đề nghị nào với quý khán thính giả của chúng ta? Chúng tôi thấy là đa số các loại thuốc bắc hoặc là nhập cảng từ ở Trung Quốc, cũng như là có cái thức ăn bây giờ thì nước trà, ví dụ như trà xanh, họ nói là trà xanh rất là tốt, nhưng mà nếu quý vị có thể thay vì mua của Trung Quốc thì quý vị có thể là mua của Nhật hoặc là ở các xứ khác, phải không thưa giáo sư? Dạ thưa anh, đúng như vậy thưa anh. Không phải chúng tôi đã kích
sản phẩm của Trung Cộng, sản phẩm của Việt Nam không phải vì lý do chính trị, và tất cả vì lý do sức khỏe của mỗi người trong chúng ta, thưa anh. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nêu lên. Chúng tôi bị đả kích vô cảm với người dân ở Việt Nam, nhưng sự thật là ngay cả chính người dân trải qua, người dân ở Việt Nam hay cũng như người nông dân Tàu, họ cũng là, chính là nạn nhân của một cái chính sách mà sản xuất vô tội vạ đó, thưa anh. Họ đầu độc cả thế giới, họ đầu độc luôn cả người chính công dân của họ, đó là con người Việt Nam chất phát và những người nông dân Tàu chất phát. Chúng tôi muốn nói tới cái chính sách dã man được của Trung Cộng và của Việt Nam, chứ không phải vì cái lý do chính trị mà chống cộng, thưa anh. Đó là cái điểm mà chúng tôi cần lặp đi lặp lại để cho bà con thấy rõ, thì ngày hôm nay mình biết để tự cứu lấy mình. Dạ vâng, thưa giáo sư và thưa quý khán giả đó, nếu chúng ta theo dõi ở trong nước hoặc là bên Trung Quốc ấy, thì chúng ta thấy cán bộ hàng cao cấp đó, họ trồng rau riêng và coi như ở bên này gọi là organic đó, để mà không mua ở bên ngoài, thì họ ăn riêng, trong khi đó họ biết các cái loại hóa chất đó nó có hại cho sức khỏe, đặc biệt là các loại trái cây tại Việt Nam. Và người Việt Nam đó thường thường là bị nhiễm độc là do những cái chất hóa chất đó xả ra. Chúng tôi xin đơn cử là một cái đại học, một cái quán ăn bán cho các sinh viên ở Thủ Đức đó, thì cái miếng ăn đó bán rất là rẻ, chỉ có $1 cho một bữa ăn. Thì sau đó có một số nhà báo tìm hiểu thì cho tìm cách là đưa người vào đó làm trong cái tiệm đó để mà biết thử cái tại sao mà bán rẻ như vậy. Thì họ mới biết là các cái loại rau mà hư đó họ mua về rồi họ bỏ cái hóa chất đó thì nó trắng ra. Còn miếng thịt đó thì mua một miếng thịt mà miếng thịt hư, miếng thịt ương đó, đem về bỏ cái hóa chất đó thì cái muỗng thịt đó ví dụ bằng 2 ngón tay thì nó nở ra bằng 4 hoặc 5 ngón tay, thì bán cho sinh viên thì rất là rẻ, nhưng mà họ khám phá ra thì hoàn toàn là hóa chất. Đây là cái điều rất là tai hại cho sức khỏe. Để nói thêm là một cái luận cớ cho rõ ràng, khi chúng tôi còn ở Việt Nam, chúng tôi đã từng mua cái hóa chất đó ở chợ Kim Biên và đã từng làm biến những con tôm mà nó chảy nhũng ra, nó mềm nhũng ra thành ra con tôm cứng, hình ấy rất là rõ ràng, thưa anh. Đó là cái điểm để chúng ta thấy, cũng như trong cái quyển những vấn đề môi trường ở Việt Nam của chúng tôi sản xuất từ xuất bản từ năm 2010, thì chúng tôi đã nhận được những mẫu hạt tiêu, trong đó chỉ tiêu đen và bọc một lớp xi măng trắng của một Nico từ Việt Nam tìm qua đây, tìm đến tận tay tôi. Và cái điểm đó cũng được chứng minh rằng một cái công ty xuất xứ của Hoa Kỳ đã từng nhập cảng tiêu của Việt Nam và bị thu hồi hơn 10.000 tấn xuất xứ trên nước Mỹ, thưa anh. Đó là câu chuyện vào năm 2011, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, chúng ta cái đề tài này không nói chính trị, nhưng mà chúng ta nêu lên khía cạnh để chúng ta bảo vệ cái sức khỏe. Và quý khán thính giả đang nghe đài thì cũng cẩn thận khi mua những cái thực phẩm mà ở các chợ, làm sao chúng ta để mua những cái thực phẩm nào mà chúng ta thấy chắc ăn là không có quá chắc, phải không thưa giáo sư? Dạ thưa anh, thưa quý vị, chúng ta với cái tuổi này chúng ta nên cẩn thận ăn uống nhẹ nhàng, tránh bớt những ăn đồ chiên xào vì trong dầu mỡ luôn luôn mình không biết gì, đặc biệt là vì cái tính chất giản dị. Chúng ta ra chợ mua một con cá cho họ chiên cái về ăn nước mắm thì cái dầu đó không biết là dầu gì, và cái dầu đó họ chiên bao nhiêu lần, sử dụng bao nhiêu lần, điều đó chính vì chúng ta mang cái họa vào thân. Và với cái tuổi trên 60 thì cái sức đề kháng cũng như cái bộ tiêu hóa của chúng ta không còn mạnh bạo như thời thanh niên. Do đó xin bà con lưu ý để giữ gìn sức khỏe, để sống những ngày vui với con cháu hơn là làm một món nợ của con cháu, thưa anh. Dạ vâng, bây giờ khi nãy giờ chúng ta nói tới trái cây là không nên mua, nhưng mà có cái loại thực phẩm nào đó thì chúng ta thấy cần. Dạ, thì bây giờ đến đây thì thời gian của chúng tôi đã hết giờ. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý khán thính giả ở đây, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn giáo sư Mai Thanh Triết đóng góp trong cái chương trình thực phẩm để giúp cho bà con chúng ta sống ăn uống rất là tốt, để bảo vệ sức khỏe, sống lâu, sống khỏe và sống có trí tuệ. Xin cảm ơn quý khán giả và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Cũng xin cảm ơn giáo sư Mai Thanh Triết đã đóng góp trong chương trình này.